Chào các em, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết học môn tập làm văn của ngày hôm nay nhé. Bài học hôm nay có tên là bài viết thư. Trước khi vào bài học, cô trò mình cùng ôn lại kiến thức cũ. Các bạn cho cô biết có mấy cách để lại lời nói và ý nghĩa của nhân vật, đó là những cách nào? À, có hai cách kể lại lời nói và ý nghĩa của nhân vật. Cách thứ nhất đó là kể lại nguyên văn lời nói và ý nghĩa của nhân vật, người ta còn gọi là lời dẫn trực tiếp. Cách thứ hai là kể bằng lời của người kể chuyện và còn gọi là lời dẫn gián tiếp. Để ôn lại hai cách kể này thì cô và các bạn cùng tham gia một bài tập nhỏ qua trò chơi bí mật trong quả bóng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm xem trong quả bóng có bí mật gì nào. Chúng ta cùng mở quả bóng nha. Em hãy chuyển lời dẫn trực tiếp sau thành lời dẫn gián tiếp. Cô giáo hỏi Lam, bố mẹ em làm nghề gì? Các bạn hãy chuyển lời dẫn trực tiếp sau thành lời dẫn gián tiếp. Và đáp án đúng của cô là cô giáo hỏi Lam rằng bố mẹ của bạn ấy làm nghề gì? Tiếp tục, chúng ta cùng bước sang câu hỏi em hãy chuyển lời dẫn trực tiếp sau thành lời dẫn gián tiếp. Lam đáp, thưa cô, bố mẹ em làm công nhân ạ. Và đáp án đúng của cô là Lam trả lời rằng bố mẹ của bạn ấy làm công nhân. Các bạn đã được ôn hai cách dẫn lời nói và ý của nhân vật, một cách dẫn trực tiếp và một cách dẫn gián tiếp. Bây giờ chúng ta cùng bước sang bài học ngày hôm nay, bài viết thư. Các bạn cùng cô, các bạn hãy đọc thầm bài thư thăm bạn. Cô sẽ đọc cho các bạn nghe, các bạn đọc thầm theo nha. Hòa Bình, ngày 5 tháng 8 năm 2000. Bạn Hồng thân mến, mình là Quách Tuấn Lương, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Cù Chính Lan, thị xã Hòa Bình. Hôm nay, đọc báo thiếu niên Tiền Phong, mình rất xúc động được biết ba của Hồng đã hy sinh trong trận lũ lụt vừa rồi. Mình gửi bức thư này chia buồn với bạn. Hồng ơi, mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi. Nhưng chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba, xả thân cứu người giữa dòng nước lũ. Mình tin rằng theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau này. Bên cạnh Hồng còn có bé, có cô bác và những người bạn mới như mình. Mấy ngày nay, ở địa phương mình và khắp thị xã đang có phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai. Trường mình cũng vừa tổ chức góp đồ dùng học tập giúp các bạn vùng lũ lụt. Riêng mình gửi tặng Hồng toàn bộ số tiền mình bỏ ống từ mấy năm nay. Hồng nhận cho mình nhé. Chúc Hồng khỏe, mong nhận được thư bạn. Bạn mới của Hồng, Quách Tuấn Lương. Đây là bức thư của bạn Quốc Tấn Lương gửi bạn Hồng. Mình đã học ở tiết tập đọc kỳ trước. Bây giờ dựa vào cái bài tập đọc thư thăm bạn thì các em sẽ trả lời các câu hỏi sau. Câu thứ nhất là người ta viết thư để làm gì? Người ta viết thư để thăm hỏi, thông báo tin tức cho nhau, trao đổi ý kiến, chia vui, chia buồn, bày tỏ tình cảm với nhau. Như vậy thì để thực hiện cái mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung gì? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cùng nhau đi vào phân tích bức thư của bạn Quách Tuấn Lương gửi cho bạn Hồng nhé. Ở phần chính, đoạn thứ nhất, cô xin đọc lại đoạn này để các bạn cùng nghe. Mình là Quách Tuấn Lương, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Cù Chính Lan, thị xã Hòa Bình. Hôm nay, đọc báo thiếu niên Tiền Phong, mình rất xúc động được biết ba của Hồng đã hy sinh trong trận lũ lụt vừa rồi. Mình gửi bức thư này chia buồn với bạn.
Ở cái đoạn này thì các bạn thấy rằng là bạn Lương đã nêu mục đích viết thơ cho bạn Hồng là để chia buồn cùng với bạn của mình. Thì ở cái phần chính thứ nhất, con có thể là khi viết thư thì con có thể là nêu cái mục đích lý do mình viết bức thư đó. Đoạn kế tiếp nè, bạn Quốc Tuấn Lương đã viết nè: Hồng ơi, mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi. Nhưng chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba, xả thân cứu người giữa dòng nước lũ. Mình tin rằng theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau này. Bên cạnh Hồng còn có má, có cô bác và những người bạn mới như mình. Thì ở đoạn này thì bạn Lương đã thăm hỏi tình hình của gia đình bạn Hồng. Lương thông cảm với hoàn cảnh của Hồng, khơi gợi trong lòng Hồng niềm tự hào về người cha đã mất. Lương khuyến khích Hồng noi gương ba vượt qua nỗi đau và làm cho bạn Hồng yên tâm khi bên cạnh Hồng còn có má, cô bác và bạn bè luôn quan tâm chia sẻ. Ở phần chính này thì các bạn có thể viết những cái lời thăm hỏi tình hình của người nhận thư, và ở đoạn kế tiếp các bạn sẽ xem mình sẽ viết những gì qua bức thư của bạn Lương gửi cho bạn Hồng. Mấy ngày nay ở địa phương mình và khắp thị xã đang có phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai. Trường mình cũng vừa tổ chức góp đồ dùng học tập giúp các bạn vùng lũ lụt. Riêng mình gửi tặng Hồng toàn bộ số tiền mình bỏ ống từ mấy năm nay, Hồng nhận cho mình nhé. Ở đoạn cuối của phần chính thì bạn Lương thông báo tình hình địa phương đang hết lòng ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai, và bạn Lương cũng bày tỏ tình cảm yêu thương chia sẻ đối với khó khăn của bạn Hồng qua việc ủng hộ số tiền bỏ ống của bạn mấy năm nay. Thì ở cái phần này mình có thể là mình thông báo tình hình của người viết thư, rồi mình có thể là nêu ý kiến trao đổi hoặc là bày tỏ tình cảm với người nhận thư, giống như bạn Lương đã bày tỏ tình cảm của mình đối với bạn Hồng và cái việc chia sẻ những khó khăn mà bạn Hồng đã gặp phải trong cái trận lũ lụt vừa qua. Để thực hiện mục đích trên thì một bức thư cần có những nội dung sau. Thứ nhất là nêu lý do và mục đích viết thư. Thứ hai là thăm hỏi tình hình của người nhận thư. Thứ ba là thông báo tình hình của người viết thư. Và cuối cùng là nêu ý kiến cần trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư. Một bức thư thường mở đầu và kết thúc như thế nào? Thì các bạn thấy dựa vào bức thư của bạn Lương gửi cho bạn Hồng, thì các bạn thấy là ở phần đầu bạn Lương ghi là hòa bình ngày 5 tháng 8 năm 2000, bạn Hồng thân mến. Thì phần đầu thư bạn Lương đã viết cái địa điểm là một nè, thời gian viết thư và lời thư gửi. Ở phần cuối thư thì bạn Lương viết là chúc Hồng khỏe, mong nhận được thư bạn bạn mới của Hồng, Quách Tuấn Lương. Ở phần cuối thư thì mình sẽ có thể là ghi lời chúc nè, lời cảm ơn, hứa hẹn, và cuối cùng là ghi chữ ký và họ tên của người viết thư. Đây là phần đầu và phần cuối của bức thư. Một bức thư thường mở đầu và kết thúc sẽ như sau: đầu thư ghi địa điểm, thời gian viết thư, lời thư gửi; cuối thư ghi lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn của người viết thư, chữ ký và tên hoặc họ tên của người viết thư. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại một bức thư gồm có những phần nào. Một bức thư thì gồm có 3 phần: phần đầu thư, phần chính và phần cuối thư. Phần đầu thư thì mình sẽ ghi địa điểm, thời gian viết thư, lời thư gửi. Ở phần chính thì mình có thể là nêu mục đích, lý do viết thư, thăm hỏi tình hình của người nhận thư, thông báo tình hình của người viết thư, nêu ý kiến trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư. Và phần cuối thư thì mình sẽ ghi lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn, chữ ký và họ tên. Như vậy thì các con ghi nhớ nha, một bức thư gồm những nội dung sau, gồm có 3 phần: phần đầu thư thì phải ghi địa điểm và thời gian viết thư, lời thư gửi. Ở phần chính thì các bạn sẽ nêu mục đích, lý do viết thư, thăm hỏi tình hình của người nhận thư, thông báo tình hình của người viết thư, nêu ý kiến trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư.
Và phần cuối cùng thì chính là phần cuối thư, thì các bạn sẽ ghi lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn và cuối cùng là chữ ký và họ tên. Các bạn hãy ghi nhớ, các bạn ở nhà các bạn sẽ ghi học ghi nhớ cái phần này để các bạn viết một bức thư cho đầy đủ các phần, hoàn chỉnh một bức thư và nó sẽ hay. Chúng ta bước vào phần luyện tập. Cô có đề bài như sau: viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay. Chúng ta cùng nhau phân tích đề bài này và các bạn sẽ thực hiện viết cái bức thư này ở nhà. Đề bài yêu cầu là viết thư cho ai? Đề bài yêu cầu là viết thư cho một bạn ở trường khác. Viết thư để làm gì? Viết thư để thăm hỏi, kể về tình hình của lớp và trường em hiện nay. Và xưng hô trong thư như thế nào? Mình có thể xưng hô một cách thân mật là bạn, cậu, mình, tớ. Hỏi thăm bạn những gì? Mình sẽ hỏi thăm bạn là sức khỏe, việc học hành ở trường, gia đình, sở thích của bạn. Và kể cho bạn những gì về tình hình ở lớp, ở trường? Mình sẽ kể về tình hình học tập, sinh hoạt, vui chơi, thầy cô giáo, bạn bè. Chúc bạn hứa hẹn điều gì? Thì mình có thể là chúc bạn khỏe, học giỏi, hứa hẹn thi đua, học tập tốt. Sau khi phân tích cái đề bài thì cô có một cái dàn ý chung để giúp cho các bạn viết một bức thư đầy đủ các phần và hay hơn. Mình ở Gò Vấp thì mình sẽ ghi là Gò Vấp, ngày, tháng, năm. Mình đầu thư thì mình sẽ có lời xưng hô bạn gì đó, mình cái bạn mà mình sẽ viết thư đó, mình ghi bạn thân mến. Mình sẽ giới thiệu mình là ai, học sinh lớp nào, trường nào, và mình phải nêu được cái mục đích mình viết bức thư. Sau đó mình thăm hỏi tình hình của bạn, sức khỏe, việc học hành ở trường mới, tình hình gia đình, sở thích của bạn. Thông báo tình hình của mình, ví dụ như là sức khỏe, việc học hành, tình hình gia đình, và kể tình hình của trường lớp, sự thay đổi về trường lớp, tình hình học tập, thầy cô, bạn bè và kế hoạch sắp tới. Cuối cùng là mình sẽ ghi lời hứa hẹn và gửi lời chúc sức khỏe đến bạn của mình, và ghi rõ họ ký và ghi rõ họ tên của người viết thư. Đây là một cái dàn ý để các bạn có thể viết một bức thư hoàn chỉnh có đầy đủ các phần với nội dung khá là rõ ràng và đầy đủ ha. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, các con cùng cô ghi lại, ôm lại cái ghi nhớ nè. Một bức thư thường gồm những nội dung sau. Phần đầu thư các bạn nhớ là phải ghi địa điểm, thời gian viết thư, lời thư gửi. Phần chính thì các bạn sẽ nêu mục đích, lý do viết thư, thăm hỏi tình hình của người nhận thư, thông báo tình hình của người viết thư, nêu ý kiến trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư. Và ở phần cuối thư, các bạn sẽ ghi lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn của người viết thư và chữ ký, ghi tên hoặc họ tên của người viết thư. Đây là cái phần các con phải ghi nhớ để mình viết một bức thư hay và đầy đủ các phần. Chúc các con sẽ học tập tốt, có nhiều sức khỏe, và cô trò mình sẽ hẹn gặp nhau ở tiết học khác. Cô thân ái chào các em.